Đêm chung kết và lễ trao giải cuộc thi duyên dáng áo dài đang diễn ra tại công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đường Nguyễn Huệ. Đây là một trong những hoạt động nổi bật của lễ hội áo dài Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10. Theo ban tổ chức, cuộc thi vòng sơ kết có gần 1.000 thí sinh đăng ký dự thi đến từ các quận huyện và thành phố Thủ Đức, trường học, các ban ngành đoàn thể thành phố và các đội thi tự do. Vòng bán kết có 30 đội dự thi được ban tổ chức lựa chọn từ các đội xuất sắc nhất để tham dự cuộc thi hôm nay. Hội đồng giám khảo là những chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật du lịch. Tiếp nối thành công của các năm trước, cuộc thi duyên dáng áo dài năm 2024 được tổ chức với nhiều sự đổi mới, nâng tầm quy mô và chuyên nghiệp hơn. Đây cũng là dịp để người dân và du khách thể hiện tình yêu với áo dài Việt Nam.